anh vỡ nợ thì những cái đêm mà anh khóc thầm đó, nó diễn ra như thế nào và nó trải qua như thế nào với anh? Thực ra thì lúc đó thì nước mắt nó không còn là cái gì để cho bạn cảm thụ nó đâu. Bạn không thể nào tưởng tượng được rằng là rất nhiều năm giao thừa, sau khi mua quần áo mới cho hai đứa nhỏ, sau khi lo tất cả mọi thứ cho hai đứa nhỏ, trong túi tôi chỉ có 20.000 không. Và tôi mong muốn cái ngày mùng 1 đó mình sẽ đi diễn sân khấu. Mình vẫn có diễn sân khấu mà giai gì cũng được. Mình sẽ lấy cái tiền để làm đầu năm để cho mình tiếp tục. Cũng may là trong thời gian đó tôi không bệnh, tôi không có bất cứ một cái gì về sức khỏe hết trơn á. Tôi nghĩ cái đó chắc là cũng ông trời thương mình. Mình đang ở cho tôi cũng được phúc. Tại vì quá nhiều cái sự gia đập làm cho mình trưởng thành lên, cho nên nước mắt nó không có giá trị nữa. Nó có thể là mình chấp nhận khổ chứ mình sẽ không để cho con của mình khổ. Đúng rồi. Bây giờ tôi nghĩ cha mẹ nó cũng vậy hết. Hãy bằng lòng với những cái mà thứ tốt nhất cho con mình. Chứ còn nếu nói so sánh giữa con mình với con người ta thì chắc chắn là không được rồi. Mà cũng có thể do cái hoàn cảnh như vậy cho nên là đứa con gái nó cùng với tôi á, nó không bị cận thị bởi nó đâu có điện thoại đâu mà nó xài. Nó cũng đâu có máy tính để mà nó châu đầu vào đó, mà nó chỉ cái học và đúng giờ đi ngủ. Vậy đó. Còn em quay lại về cái dự án phim của mình đi. Thì mình cái lúc mà cái quá trình mình quay á, thì mình trải qua nó, vì sao anh lại theo cái hướng một dạng phim mà kiểu như là phim về hóa trang, kiểu là phim về tâm linh như vậy à? Bởi vì thứ nhất nó rất là đặc biệt. Có thể rằng là tôi không nổi tiếng, nhưng mà bây giờ bạn cứ lên, bạn sờ hình ảnh của tôi thì nó cứ vậy. Cho nên là tất cả mỗi lần xuất hiện mình nó phải có sự thay đổi để có cái cho người ta xem. Thứ nhất là về ngoại hình và tính cách nhân vật, cũng như là cái diện mạo của nhân vật đó để cho khán giả ta xem chứ. Cứ là chứ bây giờ bạn cứ như vậy hoài, thí dụ bây giờ các trẻ em bây giờ hoặc các bạn trẻ Gen 2 bây giờ họ thông minh lắm. Họ ký cái tên đó họ sẽ lên gõ trên Google liền. Và ai có cái gì trên đó nó sẽ thể hiện hết. Thì bản thân của mình, nếu mình nhìn vào những tấm hình đó mình xuất hiện như vậy, mình sẽ nhàm chán cái nói gì tới người khác. Mà tất cả các phải công nhận là bạn trẻ bây giờ rất là thông minh. Chính vì vậy cho nên mỗi một sự xuất hiện của mình, dù ít dù nhiều, phải tạo được sự ấn tượng. Bởi khi các bạn đến chiêm nghiệm một tác phẩm, các bạn soi rất là nhiều. Và tôi cảm ơn cái điều soi đó, soi để cho mình lớn lên. Tất nhiên có những câu comment nó không hợp lý lắm, nhưng mà bình thường. Bởi vì đối với lứa tuổi tôi thì chuyện đó nó quá quá nhiều trong xã hội này. Bạn cứ tưởng tượng bạn bước trong một cái chợ chiều, bạn bán một cái món đồ, bạn bán được, bạn gặp khách này, bạn gặp khách kia, bạn gặp khách nọ. Bởi vì bản thân tôi là xuất thân của tôi nè, khoai lang luộc tôi cũng bán, bắp luộc tôi cũng bán, bánh mì tôi cũng bán, thuốc tụ thuốc lá tôi cũng bán. Rồi đi ra ngoài chợ cổng lãnh lúc 2-3 giờ sáng tôi phụ xe mà chắc rau cải xuống đó, tôi vác xong xuôi rồi tôi lấy những đồng tiền tôi sống, tôi cũng đã làm rồi. Đánh lộn đánh lạo trong đó tôi cũng làm rồi. Cái thời bao cấp là cái vụ mà xếp hàng chắc mấy bạn không biết được đâu. Vụ xếp hàng để mà mua đồ quốc danh đó, tại vì mua theo sổ hộ khẩu nha. Thì 1 giờ sáng tôi ra tôi xếp 5 cục gạch để tôi bán chỗ. Và khi mình giật mình ngủ thiếp đi, mình thấy mình còn 4 cục hay 3 cục. Ai đó là chuyện đánh lộn, chuyện bình thường. Cho nên là cuộc đời nó dạy tôi nhiều thứ lắm. Cho nên đối với tôi những cái câu comment mà đại loại như mà bạn vẫn thường thấy bây giờ nó không vấn đề. Mình ẩn nó đi thôi. Giữa những cái comment mà trong quá khứ với những cái comment ở thời hiện tại, anh phản ứng nó sẽ như thế nào? Như ví dụ bây giờ là anh thấy bình thường, nhưng mà nếu như ngày xưa của anh mà cái thời điểm mà anh nghĩ theo như vậy, ví dụ như em chỉ ví dụ như mà cái thời mà anh mà bị vướng những cái nghèo rồi mà lúc đó mà có mạng xã hội thì anh nghĩ mình sẽ như thế nào khi mà mình đối diện? Lúc đó thì tôi sẽ trốn mạng xã hội. Tôi trốn mạng xã hội luôn, tôi không có, tôi mình chỉ là lướt coi thôi và mình gọi là dùng từ khóc thầm á, tiếc nuối rồi nhiều thứ lắm. Cái cảm giác đó nó là một cái cảm giác khó tả. Nếu mà để nói về cái cuộc đời của anh nha, từ đi lên đi xuống, đi lên đi xuống và trải qua rất là nhiều cái nghề, thì anh để nói cho ba đến từ đi, thì anh nghĩ là mình ba đến từ đó nó sẽ là như thế nào đối với anh? Nó dài sẽ có một câu là ăn ở có đức bằng sức mà ăn. Còn như tôi thì tôi nghĩ là nên sống thật,
nên sống thật vậy. Còn cho em hỏi một chút xíu về cái bộ phim mà cái lúc mà anh quay á, cái phim về tâm linh thì nó cũng sẽ có những lúc đó thì anh có nghiên cứu cái kịch bản đó trước đó hay không ạ? Cái là cái phim của đó anh có cái kịch bản á, cái quyển sách của đó anh có đọc trước đó không ạ? Cuốn sách tôi được học trò tôi Quỳnh Thanh Trực nó gửi nó tặng cho tôi luôn, tết lần đi ngồi tôi coi được nửa cuốn, thì lúc đó là bắt đầu là công việc rồi với lại kịch bản của Kẻ Ăn Hồn nó cập nhật. Có nghĩa là khi các bạn quay trên kia thì ở đây sẽ có một cái tổ ekip phía sau để cập nhật thường xuyên những thay đổi về kịch bản Kẻ Ăn Hồn, rồi sự góp ý của diễn viên, rồi hình ảnh này nó có nghĩa là mình phải cập nhật song song, cho nên là mình thừa biết mình sẽ làm cái gì. Tôi thì khác mọi người, có nghĩa rằng là tôi không có cái mọi người mỗi tính mà trong nghề này. Ví dụ như bạn đã từng nổi tiếng thì bạn sẽ có một cái vỏ bọc, còn tôi thì không có vỏ bọc nào hết. Tôi rất là sợ lỗi, thứ bạn nói sai tôi sẽ sửa bạn liền, sai là sai, đúng là đúng. Tính tôi rất là bộc trực, cho nên có thể cái bộc trực của tôi nó sẽ không được hài lòng nhiều người cho lắm, ngay cả tôi dạy học trò cũng vậy. Có nghĩa là tôi nói với các bạn như vậy, cái nghề nó rất là phức tạp. Bạn làm không được thì người ta thay bạn, chứ người ta không có dạy bạn như tôi. Còn tại sao khi mà tôi dạy bạn tôi có sẽ có những cái rất là khó khăn, có lại có những cái rất là thậm chí là hơi mạnh tay. Ví dụ như cái Romay, đâu không có cái trường đại học nào mà học trò mà dạy học sinh viên mà có cây Romay mà chập 3-4 cây trên bàn và đập rầm gì nè, hoặc là dứa dứa lên. Mà phải công nhận tôi được một cái là học trò nó ngán tôi. Bởi vì tại sao? Hiện tại tôi vẫn làm nghề, bởi bạn thấy điều đó. Và tôi không có scandal, các bạn cũng thấy điều đó. Cho nên tôi chỉ nói các bạn à, bây giờ các bạn làm sao bằng tôi trước đi. Đừng nghĩ tới mình sẽ là top 10 hay là top 20 hay top 30 chứ. Bằng tôi, lấy cái mốc là bằng tôi, để từ đó các bạn vượt qua. Bởi giờ hiện tại tới bây giờ tôi vẫn làm nghề. Đó, bạn lấy cái mốc bằng tôi đi. Bạn đừng nghĩ là trong một đêm bạn bỗng dưng nổi tiếng, cũng có đó, nhưng mà cuộc đời này cái gì đó nhanh quá thì nó sẽ ra đi một cách nhanh nhất. Cây rồi mày đó nó có được sử dụng trong cái việc dạy con không? Có ạ, có được sử dụng trong dạy con và có sử dụng trong dạy học trò. Ví dụ tôi thí dụ nha, không phải rằng là nếu như tôi làm bậy thì chắc chắn là cái tên tôi sẽ được biêu ríu toàn trường rồi. Và cái cây Romay tôi sử dụng như nào mà để cho các thầy cô khác khi mà nghe thầy cô cũng rất là vừa. Tôi đặt thử lập ví dụ tốt nghiệp thì mỗi một bạn sẽ phải ngoài cái chi phí của trường chỉ cho mỗi một lớp tốt nghiệp là bao nhiêu đó thôi, và những cái ngày ở trên sân khấu thế giới trẻ thì các bạn phải hùng thêm. Tôi nói thí dụ vậy, các bạn hùng thêm. Bây giờ mình làm cái vở này, mình muốn làm cái vở này với sự hoành tráng như nào, đó là sự mong muốn cả lớp, thì có thể là một đứa 3 triệu, một đứa 5 triệu đó. Thì tự nhiên lòi ra một học trò 20 triệu. Chứ ủa sao kỳ vậy em? Ở đây một lớp chỉ có một đứa 3 triệu, 5 triệu mà em lấy gia đình em tới 30 triệu, vậy thì 25 triệu còn lại em làm cái gì? Thì đương nhiên bạn chối, và khi tôi phát hiện đó là bạn đánh bài, bạn chui nó đánh bài, tôi kêu bạn ra, nó nói nghe nè. Trước mặt của bạn bây giờ là tôi sẽ không gọi là thầy tiếng nữa. Tôi thay mặt ba bạn, má bạn, đánh cho bạn ba cây này, bạn có đồng ý không? Bạn hỏi đánh bạn gì cái gì? Bạn có biết rằng là khi cái đồng tiền bạn cầm được và có mục đích này thì ba bạn sẽ phải nhịn ăn như nào không? Bởi bản thân tôi từng là cha là mẹ, có thể nhịn tất cả mọi thứ cho bạn mà bạn làm cái điều này bạn thấy bạn đúng không? Nếu em sai, bóp! Bạn có biết một đứa con mà dối gạt cha mẹ lấy một tiền thì nó sẽ như nào không? Bạn làm được lần này bạn sẽ có lần hai, bạn làm lần hai bạn sẽ có lần ba, bạn thấy bạn sai không? Làm sai, bóp! Nếu bạn diễn dở, tốt nhất ngày hôm nay là ngày cuối cùng bạn đến lớp tôi thay người. Bởi vì tôi làm trên sân khấu thế giới trẻ mà, tôi sẽ thay diễn viên chính quy 100% thay vai bạn trong TikTok, chỉ cần coi qua clip mà thôi, bạn tin không? Chứ là tất cả các sinh viên nó đều tự thấy rằng là thầy Tiến rất là dễ sợ. Bởi vì tại sao tôi nói là cái nghề này không có đơn giản như bạn nghĩ. Bạn ra làm, bạn lấy tiền. Rõ ràng đúng chưa? Chúng ta đi làm ai cũng phải có lương, phải kiếm sống hết, dù ít dù nhiều. Và bạn được quyền mặc cả cái giá đó, thì người ta nói giá đó bạn đồng ý bạn đi, bạn không đồng ý thì bạn ở nhà, đúng chưa? Bạn có lệnh tiền thì bạn phải chịu trách nhiệm với đồng tiền đó và chịu trách nhiệm với cái bản thân của bạn. Bởi vì bây giờ bạn phải nuôi cái tên của bạn nè, sau này cái tên bạn sẽ nuôi lại bạn. Cái này không lâu thì có một cái đoạn phỏng vấn của một chị diễn viên cũng khá là nổi tiếng. Chị kêu là chị chấp nhận một năm chị đóng 3 phim thôi, nhưng mà chị sẽ không bao giờ
giảm cái giá cát xê của chị, vì chị sợ mà chị sẽ bị người ta họ sẽ trả giá và chị nhất quyết đợi cái giá cát xê đó luôn. Thì ví dụ như anh thì anh có nghĩ là anh cũng sẽ giữ cái giá cát xê của mình như vậy không? Thà chấp nhận đóng ít phim mà cát xê mà vẫn vậy thay vì nhận nhiều phim mà đủ thể loại giá. Ngày xưa tôi nhận nhiều phim đủ loại giá bởi vì là nó cuộc sống. Còn bây giờ tôi nhận vai là vì tôi xem cái vai đó có hay hay không. Làm nghề tới giờ phút này khoan cái chuyện cái xe, cái vai đó có hay hay không và cái vai đó khi mình ra mình sẽ tạo được ấn tượng gì không. Bởi vì bạn làm nghề lâu năm thì chúng ta sẽ hiểu rằng là đôi khi cái vai hay đó bạn sẽ còn được nhiều thứ hơn cái mức cái xe bạn đòi. Cho nên là vấn đề giá này do mọi người mặc định, sống như thế nào là do bạn quyết định, tồn tại lâu ngày hay không là do mối quan hệ xã hội của các bạn nữa. Bạn không phải bạn ôm giá mà tôi không dám nói bất cứ một ngôi sao nữa hết. Bởi vì ngôi sao hôm nay rớt thì có thể ngôi sao thì sẽ mọc liên tục bạn. Cái tồn tại đó là những cái vai diễn mà thực sự hay của bạn, thực sự đỉnh của bạn, được thực sự công chúng đón nhận thì đến trên đầu ngón tay. Chứ còn cái giá cát xê của bạn có mình bạn biết. Thanh xuân bạn sẽ qua đi, không có người này người ta sẽ có người khác. Để thế bản thân tôi bây giờ cũng là giám đốc sản xuất rồi thì tôi cũng sẽ là như vậy. Có thể là bây giờ phim này tôi chiều bạn vì cái gì đó nhưng mà chưa chắc. Còn nếu như bạn thực sự là đỉnh như bạn, cái giá trị của bạn chúng tôi ok. Bạn diễn giỏi nè, bạn là ngôi sao phòng vé nè ha, bạn là một người rất biết gọi là làm việc chuyên nghiệp, cho dù bạn là ngôi sao bạn không đi trễ một giờ phút nào, tôi ok. Tôi sẵn sàng trải thảm cho bạn, tôi sẵn sàng rải tất cả những điều kiện thuận lợi nhất theo bạn thương thảo. Vì cái lúc mà mình nhận cái dự án vừa rồi của mình mới đây anh, thì cái điều đầu tiên anh nhận ra anh đặt lên đó là cát xê hay là cái kịch bản hay là một cái lý do nào khác, đó là vai diễn. Và điều thứ hai cảm tôi thấy hấp dẫn đó là tôi muốn đi lên sự trải nghiệm một chuyến. Vậy tôi nghĩ bây giờ cũng lớn tuổi rồi. Đi chơi thì thật ra tôi cũng ít đi chơi lắm. Tôi ham làm hơn là ham đi, mặc dù con gái nó cũng cho đi chơi nhiều thứ lắm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là tôi phải có một sự trải nghiệm qua diễn dập của mình. Trong một cái nơi gọi là, theo truyền thuyết nói rằng là có rất nhiều tôi cực kỳ sợ ma bạn. Ở trong thế giới trẻ thì nói với bạn nghe thì ngày xưa thì tôi hay, thời sinh viên đó tôi hay lén lén lên cái phòng hóa trang để ngủ trưa. Sau này thì tôi sẽ không bao giờ lên nữa. Tại sao? Thấy thì chắc chắn là bạn thấy rồi. Mà có nhiều thứ mình không có giải thích được. Có những cái hiện tượng mà buộc chúng ta phải phải về chừng. Đó, đôi khi vui vui, đôi khi người ta vui với mình thôi chứ không vấn đề gì hết. Thậm chí vừa rồi tôi dựng cái vở kịch Tâm Ma, nó có nhiều điều xảy ra lắm. Giống như tôi nói rằng là cái kịch đó ở thế giới trẻ nó có rất là ngộ nha. Bây giờ tôi sẽ nói tới sân khấu. Những cái kịch mà liên quan tới kịch kinh dị từ Tâm Linh thì hầu như diễn viên bị rơi vào cái chuyện là phải tập đêm, phải chạy bài đêm từ 12 giờ đêm. Còn tất cả những kịch khác không bao giờ đụng vào cái giờ đó. Mà cứ riêng kịch kinh dị và từ Tâm Linh là bao nhiêu gần 15 năm nay sân khấu thế trẻ là đều tất cả diễn viên đều không hiểu tại sao chỉ rảnh đúng kinh giờ như vậy thôi. Không biết. Và có nhiều thứ lắm bạn. Cho nên tôi dặn mấy bạn học trò tôi, diễn viên trẻ là các bạn mới có vào sân khấu á, thì thí dụ có mệt thì cứ ngồi tại cái nơi mình đó là bạn có thể chợp mắt, đừng có đi vào những góc khuất. Tôi nhắc các bạn vậy thôi, tất nhiên không làm gì đâu, mà cô sẽ cho các bạn quên cái lúc mà bạn ra, cô sẽ cho dạy cho bạn những cái bài học làm không sao đâu, nằm đi chợp chút xíu tới mình rồi chợp chút thôi mà chú thôi mà, thì cô sẽ cho các bạn bài học đó. Thì điều đó được lặp đi lặp lại trên sân khấu rất là nhiều. Bạn sẽ quên luôn cái cảnh bằng ra. Và khi bạn quên luôn cảnh bằng ra rồi, một cái là đương nhiên khi bạn quên cảnh bằng ra là bạn biết bạn vô bạn làm gì rồi. Điều đầu tiên bạn phải đốt nhang tỏi, điều thứ hai bạn phải xin lỗi toàn thể ekip. Bởi vì sân khấu là diễn live. Cho nên tôi nhắc nhở các bạn, còn lên cái làng này thì nó có một cái ngộ lắm bạn. Bạn bước vô cổng làng, mát, không khí rất là dễ chịu. Mặc dù rất là hoang vô, sương mù bao quanh hết. Bạn bước ra khỏi hai cái ngôi miếu đó thì bạn sẽ có sóng wifi nè. Bạn sẽ được cà phê online. Nhưng mà nó nóng nắng kinh khủng. Nhưng mà thật ra thì ai cũng có nhu cầu kỳ gì gia đình thì đương nhiên cái sẽ phải ra ngoài đó. Ngay cả lúc đó thời điểm tôi học online Anh Văn, tôi cũng phải ra đó tôi học. Ngồi ngó qua ngó lại mà không thấy ai hết thì lẳng lặng mình đi vô đi. Bởi vì tôi cực kỳ nhát ma.
tôi chỉ cần thấy cái bóng sương sương mờ mờ mà cứ lấp ló là tôi chạy à, chứ tôi không có gan. Ở đây có nhiều đứa lắm, ví dụ con bé Quỳnh Như đang học trò tôi, lúc đầu đi mấy ngày đầu khóc thầy ơi này nọ nọ kia, chỗ đi vệ sinh xa quá sợ mau giúp đi. Cuối cùng 2 giờ sáng bạn ra ngồi khỏi cổng làng, bạn ngồi bằng chat điện thoại gia đình, có mình bạn. Bạn không sợ thì không có vấn đề gì hết, mà thậm chí là bạn mặc định là bạn có gặp, có cho bạn gặp thì cũng không sao. Còn những người như tôi mà cho tôi gặp thì tôi chết liền đó. Nhưng mà khi tôi làm một điều gì ở trên ngôi làng đó, khi tôi bước vô, khi tôi bước ra, hay tôi một ngày tôi lên xích quay, tôi đều mang trái cây tới đó, tôi thắp nhang. Và tôi xin cho tôi được là không có bị bất cứ một vấn đề gì ảnh hưởng tới thân thể, ảnh hưởng tới tinh thần trong suốt hành trình này. Ngày nào tôi cũng ra đó thắp nhang hết. Và tôi dặn các bạn nữ, tôi nói nha, con gái làm ơn đừng bận đồ mát mẻ, con gái làm ơn là bảo hộ đầy đủ ở trong làng. Thứ nhất là mình ở chung làng ở đây, dân ở đây người ta là người Hơ Mông, người ta cũng không quen nhìn cái kiểu đó đâu. Mà con người ta lại nói ở đoàn phim mấy bạn thoải mái quá, nhưng mà tại vì nó nóng quá cho nên là mấy đứa nó đôi khi nó là như vậy. Và y như rằng tôi không nói tên ai nha, nó không bị bệnh thì nó cũng bị té. Tức là dần dần quen. Nó không bị bệnh thì nó cũng bị té. Hoặc là ngay trong set quay đó, cái cảnh mà mồ hôi máu, bạn sẽ thấy được cảnh mồ hôi máu dân lần chạy này nọ, dùng cái nó chạy ao xuống dưới là nó ngồi nó coi bằng cái áo hay gì là xuống dưới nó dính liền, cả đoàn nó đinh nó về, nhưng nó không được ngồi ngay chỗ đó với cái bộ đồ đó, cả đoàn cũng sao đó, mình rút gió lên cho nó thở không được luôn, cả đoàn phải đưa nó về. Cho nên là nhắc các bạn đôi khi tập vô mà tập cũng trẻ mà, các bạn nghĩ không sao, có những thứ không tin mình phải tin. Và chính vì vậy cho nên là khi tôi cực kỳ, tôi không bị một bất cứ một chuyện gì hết. Bạn nghĩ là dai tôi là cạo đầu nè, phạch áo là đi chân không, không được mang dép. Một lần đi tới sức quay phải đi bộ gần 40 phút để mình lên cái núi rất là cao, đá chém, tại sao tôi không té, không một lần trượt chân. Còn ở đó quả tôi không bị ghẻ luôn nữa, tôi không bị bệnh hoạn gì hết luôn đó. Thậm chí cái thời gian đó là bị dính Covid, những bạn bị dính là sẽ được ở riêng và ở một cái góc riêng, đúng chưa? Tôi vô tôi test à, tôi nói là mọi người nói là bạn bị 30%, tôi uống bình thường, tôi phải bình thường, nói bây giờ mình sống chung đi mọi người, bây giờ người ta đã nói là cả nước nó sống chung rồi, mà bây giờ bằng cách ly với bạn kia thì mấy bạn kia mệt thì đương nhiên bạn sẽ được nghỉ, còn tôi không có vấn đề gì hết. Còn bây giờ nói trốn thì trốn ở đâu, cái làng thì có bao nhiêu người hả, nó giống như một cái khu phổ tố dân phố vậy đó. Hồi đó khi mà đầu tiên dính một người là cái khu phố bị bắt, đúng chưa? Tại cái làng tôi là cách ly với lại tất cả mọi người, cho nên là cứ sống chung. Nhưng mà trộm vía tôi không uống gì thuốc nào hết, tôi không uống vấn đề gì hết. 2 ngày sau tôi test lại hết. Cho nên là tôi mới nói với bạn là cứ tin đi, không phải tự nhiên mà ngoài làng thì tao có một cái ngoài miếu như vậy. Và trước khi mà đoàn chuẩn bị đi là đề nghị với lại ekip sản xuất là hùng tiền lại lập một cái ngôi miếu y như cũ kế bên mà bị đổ nát ra mình thắp. Và bây giờ đã có cái ngôi miếu thứ hai để tới là đoàn phim Kẻ Ăn Hồn, đó là kỷ niệm của tụi tôi. Và tôi cũng mong rằng là đoàn phim sẽ hoành lại ngôi làng đó. Đó góc độ là một người đàn anh đi trước đã trải qua rất là nhiều thế hệ rồi, thì khi mà anh tham gia phim như vậy, anh đánh giá như thế nào về cái đứa đàn em của mình thôi nha, về diễn xuất của ai thì anh ấn tượng nhất? À, ngày hôm qua tôi ngồi tôi nói với bé Hoàng Hà, thứ nhất là chú xin lỗi con, đó là sự hiểu lầm của chú, và chú từng tranh cãi với đạo diễn Trường Ngô Tấn ngay tại set quay cho cái ngày thứ hai. Tiếng chính chỉ nói về một mức độ và làm nghề thôi, còn chuyện chọn vẫn là chuyện của đạo diễn Trường Hồng Tấn. Bạn nghĩ sao bây giờ cái con bé nó vậy, con bé nó có chút xíu vậy thôi à, cái nhân vật của bạn là một cái nhân vật chơi chính, nó trải qua biết bao nhiêu sự kiện. Trước nhất tôi nói bây giờ sức khỏe bạn thấy đủ không, từ ngày bạn đi xuống làng tới giờ bạn nằm suốt ở trong lều mà không bước chân ra đây, tới giờ anh kêu bạn mới ra, bạn không có một cái sự hòa đồng với mọi người, thì lần sau bạn quay những cảnh yêu thương thế này nó ok. Bây giờ cái cá tính của bạn như vậy thì kệ bạn đi, tôi nói, nhưng mà bạn có tin rồi bạn ấy sẽ đảm đương nổi không? Bởi vì khi bạn đảm đương không nổi là tất cả những ekip chúng tôi hay lụy, bạn là dây chính mà, và đều có tương tác, nhất là tương tác cái dây của tôi nữa, nó lùi và hà tính nó như vậy. Tới bây giờ mới phát hiện ra là
do kịch bản quá kinh khủng cho nên nó bị căng thẳng và nó không dám tương tác cho với mọi người một phút nữa, ngoại trừ những giờ sinh hoạt buộc là từ sáng trưa đến chiều, hoặc là nó bỏ ăn thì nó nhờ người mang đồ ăn tới. Nhau nó sợ nó chỉ lơi ra một cái là nó cái tâm trí sẽ thoát khỏi nhân vật của nó. Nó nói là nó không giỏi cho nên nó phải nuôi nhân vật nó từ khi lên làm đó, nó phải nuôi nhân vật nó bằng cách đó. Mọi người không hiểu, nó không có giải thích, bản thân tôi còn khó chịu mà chỉ cần cái tên, nhưng mà tôi được có con cái tôi khó chịu nhưng mà tôi không có khắc khe. Nghe tôi nói con bữa nay con ổn không, chú thấy hình như con đang bị xanh quá phải không, thì nói con hơi chóng mặt, rồi chạy vô kia quản lý lấy thuốc này nọ kia, rồi xem xung xung báo với cả đoàn này nọ, dây chính mà đôi khi đâu phải lúc nào cũng ngó tầm mặt bé, thì nó lại kiệm lời cực kỳ vô cùng, nó sợ phiền mọi người. Tới khi phim ra thì rõ ràng là mình mới nói là trước hết là thông qua báo đài xin lỗi đạo diễn Hội Tượng và Trần Tấn bị có một sự kịch tranh cãi về sự không tin vào cái chọn lựa diễn viên của bạn, và xin lỗi luôn là diễn viên Hoàng Hà mà đã hoàn thành xuất sắc cái vai này, và cái hóa thân của bạn cũng như cái thần thái của bạn thì bạn nói với tôi là tôi chọn chính điều được, và tôi tin là bạn còn đi được xa. Tuy rằng là bạn không được về ngoại hình như những ngôi sao khác, và không cao, bạn không đẹp theo như kiểu của tất cả các bạn diễn viên nữ bây giờ, bạn không có những cái hấp dẫn của một người phụ nữ so với hình ảnh của những ngôi sao bây giờ, bạn không hề có những bước đi ngôi sao, bạn không có những động tác ngôi sao, bạn rất giản dị, rất bình thường, nhưng mà tôi dám nói bạn cũng đừng làm mẹ, bạn sẽ cực kỳ giả, bạn mới là ngôi sao trong lòng của chúng. Thì đối với tôi đó mới là ngôi sao thực lực, đối với tôi đó là diễn viên thực lực. Còn một xíu là Hoàng Hà thôi, tức là cái này không lâu thôi, thì Hoàng Hà có đóng một bộ phim truyền hình nhưng mà nó gây tranh cãi về diễn xuất rất là nhiều. Nhưng mà khi mà anh tiếp xúc với lại Hoàng Hà khi đóng phim với điện ảnh thì nó lại là một chiều hướng khác, và anh thấy nó có sự thay đổi rất là nhiều. Đúng rồi, bởi vì mỗi một nhân vật nó mỗi khác, đạo diễn mỗi gốc nhìn nó mỗi khác, và cái miệng của tôi nó ra rã mỗi ngày. Con ơi, con phải như vậy nghe. Tất nhiên là ở đây là chú chị gợi ý thôi. Còn ở phần con thể hiện là do cái cảm xúc của phần chú thể hiện thôi. Tất cả những diễn viên ở trong đó là tôi ra ngoài làng tôi phải tất cả được một người hết. Còn sang chỗ này sao? Có là Tấn, bởi thứ nhất là người lớn, là cái đi trước làm thầy rồi, cho nên là Tấn giao cái quyền gọi là làm việc cho từng cá nhân. Bạn nào thích thì bạn cứ ra, bạn thích bạn cứ không sao hết. Và tôi luôn không hỏi là tại sao bạn phải câu này. Nếu bạn trả lời với tôi là ở tại kịch bản được vậy là tái bằng mặt tay đi rồi, thì tôi chỉ nói vậy thôi chứ tôi lên. Nhưng mà luôn luôn cái cách mà tôi thể hiện nó ghê gớm lắm, bởi bạn nên nhớ kỹ là bạn phải trân trọng từng câu thoại của nhân vật, không phải mặc định là tại câu thoại nó ghi vậy bạn nói gì sao được, bạn là nhân vật nó, tại sao bạn thoại câu này, tâm lý bạn sao, bạn không phải là một hình nhân để bạn bước ra bạn thích cười một người thích gì đi, ở chỗ này em thích diễn buồn xíu anh, ở chỗ này là ghép mắt em, chỗ này là đẹp đẹp tí xíu em thích cái góc này hơn, bạn không có quyền đó. Ở đây tôi có đớp, ở đây tôi có quay phim, ở đây tôi có đạo diễn cái trao trước tất cả các bạn, có người lo ăn các bạn, có người lo quần áo, có người lo dắt bạn đi vệ sinh luôn đó, bạn chỉ cần diễn cho giỏi thôi, mà muốn diễn cho giỏi thì tâm lý bạn phải ổn. Vậy cái tôi là vậy đó, mới là con người chuyên nghiệp.